Cách để luộc trứng chín kỹ mà không nứt. Trứng vốn mỏng manh và có thể khó luộc chín mà không bị nứt vỏ. Khi đang lạnh, trứng rất dễ nứt nếu như tiếp xúc với nước nóng. Chúng cũng có thể bị nứt khi va vào nhau hoặc rơi xuống đáy nồi. Để trứng khỏi bị nứt, bạn cần phải nhẹ tay, đun nóng từ từ và chú ý đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa trứng và nước. Chuẩn bị trứng để luộc. 1. Để trứng trở lại nhiệt độ thường trước khi luộc. Nếu như bảo quản trứng trong tủ lạnh, điều quan trọng là bạn không nên luộc trứng khi còn lạnh. Trứng bị nứt là do không khí bên trong vỏ trứng nóng lên và giãn nở. Khi áp suất quá lớn, không khí sẽ thoát ra ngoài bằng cách phá vỡ những điểm yếu trên vỏ trứng có các lỗ nhỏ li ti. Bạn có thể làm chậm quá trình này bằng cách để trứng trở lại nhiệt độ thường trước khi luộc. Nếu không muốn chờ trứng ấm lên một cách tự nhiên, bạn có thể thử nhúng trứng vào vòi nước nóng vài phút trước khi luộc. 2. Dùng trứng cũ hơn nếu có thể. Khi trứng còn mới, lớp màng bên ngoài sẽ dính vào vỏ trứng, trong khi lớp màng cũ bên trong sẽ bám vào lòng trắng trứng. Khi trứng cũ đi, các lớp màng này sẽ bám sát hơn vào vỏ trứng. 3. Làm thoát khí bên trong trứng để giảm rủi ro nước. Trước khi cho trứng vào nước, bạn có thể dùng đinh kim hoặc kim băng sạch để châm vào đầu to của quả trứng. Điều này sẽ giúp cho các bong bóng khí bên trong vỏ trứng, nguyên nhân thường khiến cho trứng bị nứt, thoát ra ngoài trong quá trình luộc trứng. 4. Chọn và xếp trứng vào nồi hoặc son. Xếp thật nhẹ tay và tránh để làm nứt trứng. Không xếp trứng quá chật, mỗi lần bạn chỉ nên luộc một lớp trứng và không nên ép trứng vào nhau. Nếu như bạn cứ cố luộc quá nhiều trứng cùng một lúc, một số trứng sẽ có thể bị nứt vì sức nặng của chúng. Kiểm tra xem trứng có tươi hay không bằng cách thả trứng vào một bát nước muối. Trứng chìm xuống đáy nghĩa là còn tươi, còn nếu nổi trên mặt nước thì rất có thể là trứng đó đã bị hỏng. Gập vải thưa thành vài lớp và lót dưới đáy nồi để tạo thành một lớp đệm êm, giúp làm giảm rủi ro trứng nứt. 5. Dùng nước lạnh để luộc trứng. Nhẹ nhàng đổ nước vào nồi tới mức cao ít nhất khoảng 3 cm. Rót nước sát vào cạnh nồi để khỏi làm xáo trộn trứng. Nếu không thể tránh rót nước lên trứng, bạn hãy nên dùng tay để giữ trứng không lan qua lại và bị nứt. Cho vào nước nửa thìa cà phê muối, như vậy trứng sẽ dễ bong tróc hơn và cũng sẽ ngăn ngừa trứng nứt. Nước muối sẽ làm cho lòng trắng trứng đông nhanh hơn. Nó cũng sẽ giúp bịt những lỗ rò rỉ nếu như vỏ trứng bị nứt trong quá trình luộc. Không bao giờ thả trứng thẳng vào nồi nước nóng, nếu không vỏ trứng sẽ bị nứt và trứng sẽ chảy ra thành món trứng chần nước sôi. Khi thả trứng lạnh vào trong nước ấm hoặc nóng, bạn đã làm trứng bị sốc nhiệt khi thay đổi đột ngột và tạo thành những vết nứt. Hơn nữa, nước lạnh sẽ giúp cho quả trứng không bị luộc quá lửa. 6. Thêm giấm vào nước. Dùng một thìa cà phê giấm cho mỗi quả trứng và rót trực tiếp vào nước trước khi bật bếp lên. Giấm sẽ giúp protein trong lòng trắng trứng đông kết nhanh hơn và bít các vết nước hình thành trên vỏ trứng. Đây là vấn đề thường xảy ra, nhất là khi trứng đang rất lạnh. Bạn cũng có thể chờ cho đến khi một quả trứng nứt mới cần cho giấm. Khi trứng nứt, bạn sẽ thấy một chất lỏng màu trắng rỉ ra, lúc này cần phải nhanh tay. Nếu như bạn cho giấm vào nước, ngay khi thấy có dấu hiệu trứng nứt, quả trứng đó vẫn có thể chín đều. Nếu không cho giấm vào kịp, bạn cũng đừng lo, quả trứng nứt cũng chín tốt, mặc dù trông không đẹp mắt cho lắm. Cho ít giấm thôi, nếu như dùng quá nhiều, trứng sẽ có mùi như vị giấm. Luộc trứng. 1. Đun trứng sôi nhẹ với lửa vừa. Đun nước sôi từ từ để trứng khỏi bị nứt vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh. Đậy vung lại, nước sẽ sôi nhanh hơn một chút khi đậy vung, nhưng bạn có thể cứ để mở vung nếu như muốn quan sát. Đảm bảo trứng sẽ không nằm yên dưới đáy nồi, vì khi đó trứng sẽ được luộc không đều và dễ nứt hơn. Đảo trứng mỗi khi nhìn thấy một quả trứng nào bắt đầu nằm yên, dùng thìa gỗ để đảo và phải thật nhẹ tay để không làm nứt trứng. 2. Tắt bếp khi nước đã sôi. Tắt bếp ngay khi nước vừa sôi mạnh và ngâm trứng trong nước nóng. Nhớ đậy vung, sức nóng trong nước và độ ấm vẫn còn trên bếp đủ để làm trứng chín. Ngâm trứng trong nồi khoảng từ 3 đến 15 phút, tùy theo bạn muốn ăn trứng chín đến cỡ nào. Nếu như muốn ăn trứng chín lòng đào, bạn nên lấy trứng ra sau khoảng 3 phút, lòng trắng trứng sẽ đông lại, trong khi lòng đỏ vẫn còn lỏng và ấm. Cẩn thận khi lấy trứng ra, dùng môi để mút từng quả trứng để tránh làm nứt. Nếu muốn trứng chín vừa, bạn cần lấy trứng ra khỏi nước sau khoảng từ 5 đến 7 phút. Lòng đỏ của trứng sẽ vẫn còn mềm ở giữa và lòng trắng đã đông cứng. Bạn cần nhẹ tay với trứng nhưng không phải quá lo trứng bị nứt. Nếu muốn trứng chín kỹ, ngâm trứng trong nước khoảng từ 9 đến 12 phút, lòng đỏ sẽ đông hẳn và bạn sẽ không phải lo trứng bị nứt. Nếu muốn trứng chín kỹ nhưng lòng đỏ vẫn còn mềm và có màu vàng rực rỡ, thì bạn nên ngâm trứng trong nước nóng khoảng từ 9 đến 10 phút. Nếu muốn trứng cứng hơn và lòng đỏ có màu vàng nhạt hơn, bạn có thể ngâm từ 11 đến 12 phút. 3. Theo dõi đồng hồ và đừng để cho trứng bị quá lửa. Sau khi luộc 12 phút, lòng đỏ sẽ chuyển màu vàng và có những vệt xám hoặc xanh. Trứng vẫn ăn được và có những vệt xanh xám cũng không ảnh hưởng nhiều đến mùi vị. Tuy nhiên, một số người thấy những vệt này sẽ làm trứng mất ngon.
Cân nhắc mua đồng hồ đo thời gian trứng chuyển màu, một dụng cụ chỉ độ nhà nhiệt có thể cho vào nồi luộc cùng với trứng. Bạn có thể mua dụng cụ này trên mạng hoặc tại những cửa hàng bán đồ làm bếp. 4. Biết khi nào trứng nước có thể ăn được. Nếu như bị nứt ở trong nước khi đang luộc, quả trứng đó vẫn có thể ăn được và bạn vẫn có thể luộc bình thường nếu như vết nứt không quá lớn. Nếu như trứng bị nứt sẵn trước khi cho vào nồi, bạn đừng dùng quả trứng đó, vi khuẩn có thể đã xâm nhập làm nhiễm khuẩn bên trong trứng và gây hại cho sức khỏe. Làm nguội và bóc vỏ và bảo quản trứng. 1. Chuẩn bị một bát nước đá. Khi trứng vẫn còn đang luộc trên nồi, bạn hãy chuẩn bị một bát to nước lạnh, hòa thêm vào đó 1/4 đến 1/2 thìa cà phê muối, sau đó cho thêm đá vào để giảm nhiệt độ của nước. Khi trứng đã được, cẩn thận thả trứng vào bát nước lạnh để trứng không bị chín thêm. 2. Làm lạnh trứng để ngừng quá trình đun nóng. Sau khi trứng đã được luộc đúng thời gian mong muốn, bạn hãy cẩn thận chắt nước ra khỏi nồi. Sau đó hãy thả trứng vào bát nước đá để ngừng quá trình đun nóng. Dùng thìa to có lỗ mút từng quả trứng ra để tránh làm nứt trứng. Cẩn thận thả trứng vào bát nước đá để làm nguội trứng ngâm khoảng từ 2 đến 5 phút. 3. Cất trứng trong tủ lạnh hoặc dọn ra ăn ngay. Khi trứng đã nguội và có thể cầm được, bạn có thể cho vào tủ lạnh khoảng từ 20 đến 30 phút để dễ bóc vỏ. Nếu không quá coi trọng việc bóc quả trứng sao cho đẹp hoặc nếu như muốn ăn trứng khi còn ấm thì bạn có thể bỏ qua bước này và bóc trứng ngay sau khi trứng đã đủ nguội. 4. Đảm bảo trứng phải chín hẳn. Bạn có thể để trứng trên bàn và thử xem trứng đã đông hẳn hay chưa bằng cách quay trứng. Nếu trứng quay nhanh và dễ dàng thì nghĩa là nó đã chín. Nếu thấy quả trứng lắc lư thì bạn cần luộc thêm một chút nữa. 5. Bóc vỏ trứng khi sắp ăn. Ấn quả trứng vào mặt phẳng sạch và dùng tay để lăn, làm rớt vỏ trứng. Bắt đầu bóc từ đầu to của quả trứng, nơi có buồng không khí dưới lớp vỏ. Như vậy bạn sẽ dễ dàng bóc vỏ hơn. Nhúng trứng vào nước lạnh trong khi bóc. Điều này sẽ giúp những mảnh vỏ trứng và những lớp màng sẽ không bị dính vào trứng. Thông thường, trứng sẽ dễ bóc hơn khi bị nứt. Cho trứng trở lại nồi và đậy vung. Cầm nồi lắc tới lui để làm rớt vỏ trứng trước khi bóc. Có thể bạn cần lặp lại nhiều lần để làm nứt toàn bộ số trứng. 6. Dùng thìa nhỏ để giữ cho phần lòng trắng của trứng không bị nứt trong khi bóc. Bóc một phần nhỏ vỏ trứng và lớp màng ở đầu to của quả trứng, luồn thìa vào lớp dưới vỏ và lớp màng sau cho thìa ôm sát vào quả trứng. Sau đó bạn chỉ việc luốt thìa xung quanh để bóc vỏ trứng. 7. Bảo quản trứng luộc trong tủ lạnh tối đa 5 ngày. Trứng nên ăn ngay sau khi bóc, bảo quản số trứng còn thừa trong hộp kính và đậy bằng khăn giấy ướt. Thay khăn giấy hàng ngày để trứng khỏi bị khô, sử dụng trứng trong vòng từ 4 đến 5 ngày trước khi trứng bắt đầu hỏng. Bạn cũng có thể bảo quản trứng trong nước lạnh, thay nước hàng ngày để trứng không bị vỡ. Trứng luộc kỹ có thể bảo quản trong nhiều ngày trước khi bóc vỏ, tuy nhiên bạn cần nhớ cách này thường làm khi trứng bị khô và dai. Thông thường bảo quản trứng đã bóc vỏ trong tủ lạnh và duy trì độ ẩm vẫn tốt hơn là để nguyên quả trứng chưa bóc vỏ. Lời khuyên: trứng loại cực to cần phải luộc lâu hơn một chút so với trứng to vừa, luộc thêm khoảng 3 phút nữa tùy kích cỡ của quả trứng. Ví dụ như một quả trứng có cỡ cực to, luộc kỹ có thể mất khoảng 15 phút mới hoàn tất. Nếu dùng trứng có vỏ màu trắng, bạn có thể cho vào nồi luộc một ít vỏ hành, phần vỏ màu nâu. Vỏ hành sẽ nhuộm trứng thành màu nâu nhạt và bạn có thể sẽ dễ dàng phân biệt được trứng chưa luộc và trứng đã luộc. Điều này sẽ hữu ích nếu như bạn bảo quản trứng chưa luộc cùng với trứng đã luộc.